đến hèn lại lên. Cứ mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch, lễ hội Nghinh Ông tháng 8 Vũng Tàu được tổ chức như một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Và tín ngưỡng thờ cá ông, cá voi đã được lưu truyền từ lâu trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người dân làng biển. Người dân những vùng ven biển coi cá ông chính là một vị thần thiêng liêng, là cứu tinh và chỗ dựa tinh thần của cư dân mỗi khi đi biển, nhất là những lúc gặp sóng to, gió lớn, thuyền bị đắm, gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, hội Nghinh Ông là dịp để bà con ngư dân cầu mong bình an khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm cá, có cuộc sống ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để mọi người báo nghĩa đền ơn, uống nước nhớ nguồn. Được xem là một lễ hội dân gian truyền thống lâu đời của những ngư dân ven biển trên dải đất hình chữ S nói chung và những ngư dân tại Vũng Tàu nói riêng. Hàng năm thì lễ hội Nghinh Ông được tổ chức để bày tỏ lòng thành kính với cá ông cũng như là mong cầu một năm mưa thuận gió hòa. Và năm nay thì tại Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ hội Nghinh Ông có những nét độc đáo gì và những người ngư dân chuẩn bị lễ vật dâng lên cá ông như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Từ sáng sớm, đoàn thuyền rực rỡ cờ hoa, bày vị với sự có mặt của lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cùng các bậc cao niên diễu hành từ bãi trước ra bãi sau. Đoàn thực hiện các nghi thức, lễ thượng hương, chầu rượu, đọc sớ, lễ đại điền theo tục lệ cổ truyền của người Việt Nam, cầu an, gửi đến ông ước mong điềm phước lành, đồng thời tỏ lòng cảm ơn đối với những oan hùng, binh tôm tướng cá. Thực hiện tế lễ an vị Nam Hải cự tộc Ngọc Lân Chi Thần khai nghinh thủy tướng, ghi ơn những người làm nghề biển, tưởng niệm vạn xưa lái cũ và tất cả những linh hồn mất trên biển. Lễ rước ông từ biển về diễn ra trang trọng, những tiếng trống và chiêng báo hiệu cho nghi thức khai nghinh thủy tướng, một phần quan trọng của lễ hội. Sau đó, đoàn thỉnh long vị ông Nam Hải về lại đình thần tháng 8. Tại đây, lễ hội Nghinh Ông tiếp tục diễn ra với các nghi lễ, lễ cúng tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, thỉnh sắc thần vào lăng ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội, lễ cầu quốc thái dân an. Bên cạnh phần lễ độc đáo trang nghiêm, thì phần hội cũng diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian truyền thống, cùng các hoạt động văn hóa thể thao được chính quyền các cấp của thành phố chuẩn bị chu đáo, chi tiết. Qua đó giúp du khách có dịp khám phá nét đẹp văn hóa và hòa mình vào bầu không khí sôi động của lễ hội. Dạ cô ơi, cô thấy lễ hội Nghinh Ông của thành phố Vũng Tàu như thế nào ạ? Rất là vui em, tại vì chị ở trong Đồng Tháp mới ra mà chị cũng ra lần đầu tiên luôn, rồi sẵn dịp ra chị giếng luôn cho biết. Nãy giờ chị ở đây dẫn chị tham quan á. Chị thấy mọi thứ được tổ chức như thế nào và hình ảnh có đẹp không ạ? Rất là đẹp. Chú là người dân Vũng Tàu ạ? Không có, ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chú đến đây chú tình cờ gặp lễ hội đúng không? Không có, cũng ra đây nghe đó. Ra tham dự. Dạ. Chú thấy là lễ hội này năm nay như được tổ chức như thế nào, chú ấn tượng mấy phần nào nhất ạ? Long trọng, phần lễ cũng tốt mà phần hội cũng. Hôm nay em đến với lễ hội Nghinh Ông, em có nhiệm vụ gì và em thấy lễ hội như thế nào? Em đến đây với nhiệm vụ là diễu hành trong lễ hội Nghinh Ông và em cảm thấy rất là tự hào và đây là một nét đặc sắc của người ngư dân hoặc là hình ảnh của Vũng Tàu mình. Lễ hội lần này thì rất là trang trọng và có rất là nhiều cuộc thi để bọn em thể hiện cái sáng tạo và tính đoàn kết của tập thể. Em thấy là năm nay có những cái gì đặc sắc hơn năm ngoái nhỉ? Năm nay bọn em thấy được những con diều rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc và cùng với những phần thi gọi là tranh đấu nhau về thành tích để bọn em có thể phát huy nhiều hơn. Từ khi xuất hiện cho đến nay, tục thờ cúng cá ông tồn tại như một nhu cầu tâm linh và sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân tháng 8 Vũng Tàu. Lễ hội là di sản quý giá không phải chỉ riêng của Vũng Tàu mà là của khu vực phía Nam và cả nước. Nét văn hóa đặc trưng của miền biển đã trở thành món ăn tinh thần, in sâu vào ký ức của mỗi người nơi đây với hình ảnh lễ rước cá ông từ biển về, thanh âm trống, chiêng, hát bả trạo.
cũng như cô hồi đó là còn bé lắm, nhưng mà tới bây giờ là cô 70 tuổi rồi, là cô vẫn còn nhớ cái truyền thống đó. Thì thẳng cái dịp này thì cô cũng mong là sau này con cháu cái đình Thắng Tam này, cả thì đặc khu mình ở đây cũng còn là cái truyền thống của ông bà ngày xưa để lại cho tới giờ con cháu hay từ cái chỗ đó mà nó bước theo sau để làm vậy. Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông gắn với tục thờ cá voi hay còn được gọi là cá ông được tổ chức quy mô nhất tại đình Thắng Tam, Vũng Tàu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Và năm nay, lễ hội càng thêm long trọng khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Và một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong lễ hội Nghinh Ông và đặc biệt ấn tượng đối với tôi đó chính là hát bà trạo. Đây là một loại hình sinh hoạt diễn sướng trong lao động đánh bắt hải sản lâu đời của ngư dân và đã dần trở thành một môn nghệ thuật tâm linh, một loại hình dân ca gắn liền với nghi lễ cúng tế thần Nam Hải, Nghinh Ông, cá voi. Gọi là hát bà trạo vì hát kèm theo múa, từ bả nghĩa là nắm chắc, còn trạo là mái chèo. Hát bả trạo còn diễn ra trong các nghi lễ khác của người dân như lễ cầu ngư và trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân vùng ven biển. Nội dung lời hát bả trạo ca ngợi công đức của các ông cứu người, giúp ngư dân đánh bắt nhiều cá tôm, mô tả quá trình lao động cực nhọc trên biển khơi cùng những tai họa tiềm ẩn luôn đe dọa con người, nhưng vượt qua tất cả là tinh thần đoàn kết một nhà của bạn ghe, thể hiện sự chung sức, chung lòng, chống chọi, vượt qua mọi thách thức gian khổ để cùng vươn đến no ấm, bình an sau mỗi chuyến ra khơi. Đoàn bá trạo này là nó phải nói là gắn liền với cái di tích mà lễ Vinh Ông Nam Hải từ xưa tới nay là kêu cổ truyền. Không, cái bài này có ý nghĩa là cũng như là cái mỗi một cái bộ tịch và mỗi một cái lời văn nó nằm trong cái giai đoạn là từ khúc chẳng hạn như ở dưới biển. Khi mà Gia Nghinh thì nó có cái bài ở dưới biển Gia Nghinh. À, còn khi mà về thì nó có cái bài ông để về Nghinh. Khi mà Nghinh xong cái bài ông xong xuôi dầu bắt đầu phải có một cái bài 12 tháng, mỗi một tháng là cái thu hoạch hay hoặc là cái mùa nó như thế nào thì nó nằm trong mỗi một tháng. Cho nên hồi nãy mấy chú hò là từ tháng Giêng cho tới tháng 12. Tháng 11 là tháng hương càng hương. Chầm cây mà cô héo tới mưa lùng lạnh lùng. Tháng 2 12 chúng tôi là cây hết không sai nào tháng nào, chúng tôi là cây hết không sai nào tháng nào. Phan hô phan hô là phan lập lan mà cấp biểu, hô là phan biểu mà xây thành, hô là phan. Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra những trách nhiệm lớn lao dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản. Và như lời cam kết của lãnh đạo thành phố sẽ triển khai các biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa trên địa bàn, tổ chức các hoạt động lễ hội đặc sắc nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan, du lịch và thăm viếng đình Thắng Tam. Điều này sẽ góp phần phát huy giá trị của di sản văn hóa và gắn kết với việc phát triển du lịch địa phương. Thưa quý vị, những khoảnh khắc ý nghĩa, độc đáo và đẹp mắt của lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu đã khép lại chương trình Câu chuyện văn hóa kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.